Hôm nay đi ăn đám cưới đó quý vị. Quý vị xem là cảnh trong đám cưới ở Sài Gòn ha. Đám cưới này ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh á. Ok. Cố thăm cái đi cũng hơi công nghệ rồi phải không? Đó mà lên xuống rồi chạy luôn, nó cũng im re. 400 hả? 400 hả? 4 triệu. 4 triệu hả? Em không có đầu tư cho anh được. Chạy luôn, chắc em chạy luôn. Cái này mình để cái nó 8 con tài á, là quay trong này nó sáng trưng luôn, đẹp. Cái nó 8 nó có 6 phòng á, vừa luôn á, cái này vừa luôn. Điều quá. Mấy cái nút này là gì? Chụp hình này là gì? Mấy nút này là gì? À, nó có nhiều nút lắm, ví dụ như lên xuống qua trái qua phải, rồi cái nút 1, 2, 3 nó bắt đầu nó mặt. Đây là mặt cái ba từ từ nó có nhiều chức năng lắm. Rồi để giờ anh tắt cái ha. Ừ.